Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thiển Thích. Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Người giác ngộ chân lý, thọ mạng vô lượng vô biên, đem trí huệ của mình phát huy đến mức nhỏ giọt. Vì huệ mạng chúng sanh hữu tình giải độc mà ban cho một phương thuốc đắng. Đó là chân lý kỳ diệu như hoa sen. Các thiện nam tử, các ông phải tin lời nói của Như Lai là chân thật, không hư dối. Các ông phải tin lời nói của Như Lai là chân thật, không hư dối. Các ông phải tin lời nói của Như Lai là chân thật, không hư dối. Phật Đà, cuối mong vì chúng con mà dạ nói. Chỉ cần Đức Phật vì chúng con dạ nói, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Phật Đà, cuối mong vì chúng con mà dạ nói. Chỉ cần Đức Phật vì chúng con dạ nói, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Phật Đà, cuối mong vì chúng con mà dạ nói. Chỉ cần Phật Đà vì chúng con dạ nói, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Bồ Tát Di Lặc, ông đã thay đại chúng hướng đến ta thưa thỉnh ba lần. Ta đây sẽ nói cho các ông biết. Các người hãy khéo cẩn thận lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai. Tất cả trời người Atula trên thế gian đều cho rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rời khỏi hoàng cung dòng họ Thích để xuất gia tu đạo. Hơn nữa còn cách thành già gia không xa, ngồi dưới cây bồ đề mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng sự thật là không phải như vậy. Đức Phật không phải sau khi rời khỏi hoàng cung rồi mới xuất gia tu đạo thành Phật sao? Mọi người hãy im lặng, Đức Phật sẽ nói cho chúng ta biết chân tướng của sự việc này. Hãy bình tĩnh. Sự thật là từ lúc ta triệt ngộ thành Phật cho đến nay đã trải qua thời gian lâu xa vô lượng vô biên. Dĩ như có trăm ngàn muôn ức đại thiên thế giới, có người đem những thế giới này nghiền thành bụi nhỏ, đem số bụi nhỏ này đi qua phương đông cách 500.000 muôn ức vô lượng vô số cõi nước, thả xuống một hạt bụi, cứ như thế đi qua phương đông thả hết xuống số bụi đó. Các thiện nam tử, số lượng thế giới đó các ông có thể tính đếm biết được chăng? Sao tính được? Bạch Thế Tôn, thế giới này nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể tâm lực có thể tính đếm được. Này các thiện nam tử, ta này sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông biết. Các thế giới đó cứ lấy một hạt bụi tính làm một kiếp mà tính. Thời gian từ lúc ta thành Phật đến nay còn lâu hơn những di trần rất nhiều, lâu hơn số đó đến 100.000 muôn ức vô lượng vô số kiếp. Lâu như vậy sao? Ta thường ở cõi Ta Bà này, cùng ở hàng vạn cõi nước khác, tuyên dương Phật Pháp và giáo hóa vô số chúng sanh. Trong khoảng thời gian đó, có khi ta nói ta giáng sinh làm Phật Nhiên Đăng, hoặc giáng sinh làm các vị Phật khác, và thị hiện Niết Bàn. Tất cả những điều như thế đều làm phương tiện để độ chúng sanh mà biểu hiện ra. Các thiện nam tử,
Giả như có người đến chỗ ta thăm hỏi, ta sẽ dùng Phật nhãn để quan sát các căn lợi độn của chúng sanh, dùng các phương tiện để giáo hóa chúng đó. Tùy theo căn tánh bất động mà nơi nơi chỗ chỗ sẽ tự mình nói các danh hiệu Phật bất động, cho đến ấn hóa hiện ra thời gian dài ngắn của thế gian. Chẳng trách Đức Phật có nhiều danh hiệu như vậy. Này các thiện nam tử, khi ta nhìn thấy người phước đức mỏng, nghiệp chướng nặng nề, thì sẽ phương tiện nói với người đó: Như Lai lúc trẻ xuất gia tu đạo và giác ngộ thành Phật, nhưng kỳ thực ta đã thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa về trước rồi, thọ mạng cũng vô lượng vô biên, thường trụ bất diệt. Sự thật là vì phương tiện giáo hóa chúng sanh, ta mới nói là Đức Phật thành đạo ở ngoài thành già gia. Hey, thật là hổ thẹn, thân con nghiệp chướng nặng nề. Thọ mạng của Như Lai là vô lượng vô biên, đây là sự thật không hư dối. Như Lai có khả năng thấy biết tướng chân thật của tam giới, không sanh không diệt, không có luân hồi, không không cũng không có. Chẳng dùng cái thấy biết như người ở trong tam giới mà nhìn các pháp trong tam giới. Wow, đây là điều mà phàm phu chúng con không thể nào tưởng tượng ra được. Thọ mạng của ta sở dĩ lâu dài như thế là do ta tu hành Bồ Tát Đạo mà được thành tựu. Như này thọ mạng của ta vẫn chưa cùng tận, mà so với thọ mạng đã nói trước đây còn lâu dài hơn gấp nhiều lần. Nếu đã như vậy, tại sao Như Lai thể hiện có diệt độ? Ta sở dĩ thể hiện diệt độ là vì phương tiện để giáo hóa chúng sanh, làm cho chúng nhập vào Phật đạo. Vì sao chứ? Đức Phật thường trụ tại thế chẳng phải là rất tốt sao? Như Lai nếu thường trụ tại thế, những kẻ đức mỏng sẽ không biết trồng cõi lành, sẽ biến thành bần cùng, hèn hạ, tham cầu ngũ dục, xa dạng tà kiến. Nếu thấy Như Lai thường trụ tại thế mà không diệt độ, thì tâm sẽ sanh kiêu mạn, giải đãi buông lung, không chịu siêng năng tu tập. Thì ra Như Lai phương tiện giáo hóa người đời mới thể hiện nhập diệt. Này các tỷ kheo, Như Lai làm như vậy vì muốn người đời hiểu rõ, có thể sanh vào thời Như Lai trụ thế là một dịp cực kỳ khó được. Chúng sanh nghe lời như thế liền sanh lòng khát ngưỡng, mong được thấy Như Lai và sanh tâm cung kính Bồ Tát, bên trong được thiện căn. Đức Phật thật là từ bi. Đây là phương pháp Như Lai giáo hóa chúng sanh, cũng giống như một vị lương y khéo chữa trị các căn bệnh. Ông có rất nhiều con. Có một ngày, khi ông đi xa ở bên ngoài, quay về nhà. Sao vậy? Sao lại như thế này? Này tỉnh lại đi. Con à, con bị làm sao vậy? Các con phải chịu đựng một chút. Là thuốc độc. Chúng con sợ ý ăn nhầm thuốc độc. Cha ơi, cứu con ta nhai. Biết rồi. Bây giờ cha lập tức chế ra lương dược mùi sắc hương vị thơm ngon. Các con mau uống chỗ thuốc này đi, sẽ mau khỏe lại thôi. Mau mau uống đi. Dạ. Con uống quá. Con không uống đâu. Sao con nữa vậy uống. Thuốc này hương vị thơm ngon dễ uống mà. Uống rất là ngon. Mau uống đi, bụng sẽ lập tức hết đau ngay mà. Thuốc này
màu sắc nhìn thật là khó chịu, mùi cũng khó ngửi nữa, con mới không thèm uống đó. Thật sao? Các con ghét uống thuốc như vậy sao? Mấy đứa nhỏ này vì phát độc nên ý thức lờ mờ không tỉnh táo, không phân biệt được tốt xấu, ta phải nghĩ cách mới được. Được rồi, ta thành thật nói cho các con biết vậy. Các con, cha đã già rồi, chẳng bao lâu nữa cũng phải chết thôi. Nhưng các con cũng đừng quá đau thương. Đây là cha vì các con chuẩn bị lương dược. Ta để thuốc ở chỗ này, nếu các con muốn uống thì cứ việc lấy uống. Cha lại ra ngoài nữa kìa, làm sao đây? Làm sao đây? Không lâu sau đó, vị lương y nhờ người về nhà truyền lại cho các người con. Các tiểu chủ nhân, không hay rồi, không hay rồi, cha các người đã chết rồi. Cha chết thật rồi. Chưa biết vậy, chúng ta nên nghe lời cha dặn, uống thuốc cho hết, không được cãi lời cha. Bây giờ em sẽ đi uống thuốc liền. Chính như vậy, tất cả những đứa con đều được giải độc, hồi phục bộ dáng hoạt bát khỏe mạnh. Vị lương y nghe nói các con đã hồi phục sức khỏe cũng trở về nhà. Thì ra pháp thân của Phật thường trụ bất diệt, thọ mạng vô cùng. Vì giải cứu tính mạng cho các con, vị lương y này đã dùng phương pháp này. Các người nói, vì lương y ấy có mắc tội vọng ngữ không? Dạ thưa không, ông ấy không mắc tội vọng ngữ. Như Lai dùng các cách thức, phương tiện để giáo hóa chúng sanh, lại cũng giống y như vậy. Chúng sanh cũng giống như những đứa con kia uống phải thuốc độc, trầm luân trong biển khổ. Như Lai từ khi thành Phật cho đến nay, thọ mạng vô lượng, vì để cứu độ chúng sanh, cho nên mới dùng các phương tiện. Như Lai sẽ nhập niết bàn, khiến cho chúng sanh sanh lòng mong cầu muốn gặp Như Lai. Đồng thời Như Lai cũng vì chúng sanh mà để lại một phương thuốc tuyệt diệu. Phương thuốc tuyệt diệu này là gì? Đó chính là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Phật Nam.
rồi.